Chào các bạn, tôi đến từ công ty du học Tân Đại Dương. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trường cao đẳng Red River đến từ Canada. Trường cao đẳng Red River là trường cao đẳng lớn nhất tỉnh Manitoba. Trường có hơn 32.000 sinh viên toàn thời gian và bán thời gian với đội ngũ giảng viên hơn 1.000 người, hơn 110 chương trình toàn thời gian, 8 cơ sở tại Manitoba, chương trình giáo dục thường xuyên và đào tạo từ xa, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, các giảng viên có dịch vụ chuyên môn cao. Theo thống kê cho thấy 96,1% tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm và 92,6% tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hài lòng với bằng cấp của mình nhận được. Các chương trình của trường đào tạo bao gồm chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế, học phí là 800 đô một tháng, khai giảng quanh năm vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng, học phí dành cho khóa chính trung bình là 12.000 đô một năm. Các ngành đào tạo chủ yếu là quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, quản trị du lịch khách sạn, kế toán. Thời gian đào tạo trung bình từ 1 đến 2 năm với mức học phí trung bình từ 8 đến 11.000 đô một năm. Điều kiện là học sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông IELTS 6.5 hoặc là TOEFL 550 và ngày nhập học là 27 tháng 8 một năm. Sau đây là sự hỗ trợ dành cho sinh viên khi mà tham gia học tại trường. Trường cung cấp học bổng và một số giải thưởng cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập. Khu ăn uống rất phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Thư viện cung cấp tất cả mọi thứ cho sinh viên. Từ việc học tập, sinh viên có thể truy cập vào toàn bộ các cửa hàng sách, cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc là các cái phòng lab. Trung tâm dịch vụ y tế của trường gồm các nhân viên y tế rất là chuyên nghiệp, có thể đáp ứng với các tình huống khẩn cấp y tế. Trường có cách tiếp cận chủ động để duy trì một môi trường an ninh cho tất cả học sinh, sinh viên. Dịch vụ an ninh cung cấp 24/24 nhằm đảm bảo an ninh cho mọi sinh viên. Sinh viên có nhiều cơ hội để tham gia vào các hoạt động sự kiện văn hóa thể thao diễn ra trong và ngoài trường. Để biết thêm chi tiết về du học Canada hoặc các trường tại Canada, các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại 0838484879 hoặc đến trực tiếp văn phòng 148/1 đường Trần Văn Khải, phường Tân Định, quận 1 để được tư vấn miễn phí.